bịt khẩu trang. Rồi nhà đây rất bến mà không có khách này. Mặc dù là hiện nay nhà nước chưa giảm thuế hoặc là có cái động thái gì với bến xe công ty chúng tôi, nhưng tôi đã giảm tất cả những các khách hàng từ bến xe, các kiosk, rồi các phòng vé, rồi xe buýt, xe taxi đều được giảm 2% cho theo cái hợp đồng mà chúng tôi đã ký. Ngoài bởi dịch Covid-19 thì xe đi từ Thái Bình Đắk Lắk thì vào đây chỉ được 5-7 người, và ở ra ngoài thì từ Đắk Lắk về Thái Bình thì có chuyến 3-4 người. Mặc dù vậy thì chúng tôi cứ phải giữ cái uy tín của khách hàng với của công ty. Anh em đi làm thì cũng phải cố gắng trong cái mùa dịch này.